Được triển khai từ năm 2009 đến nay, sau gần 15 năm, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, mặt trận các cấp với vai trò tuyên truyền, vận động đã từng bước làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Các doanh nghiệp cũng chú trọng tạo ra sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thời gian qua, mặt trận thành phố tích cực thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới đến tận cơ sở, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện đưa các dịch vụ hàng hóa thiết yếu, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có thế mạnh đặc trưng của Đà Nẵng và sản phẩm Việt Nam đến tay người tiêu dùng. Mặt trận phường cũng tổ chức những cái phiên chợ hàng Việt, phiên chợ không đồng và huy động đông đảo cái lực lượng người dân tham gia, từ đó là nhằm lan tỏa cái vấn đề là mình sẽ người Việt phải dùng cái hàng Việt để mà nâng cao cái ý thức người dân trong cái vấn đề mà tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường cũng như trên địa bàn toàn quận để có những cái dịp giao lưu, gặp gỡ cũng như để phát triển thêm cái sản phẩm của mình chất lượng hơn, đảm bảo hơn để mà được người dân tin dùng cái sản phẩm của mình. Từ sức lan tỏa của cuộc vận động, hàng Việt ngày càng chiếm niềm tin của khách hàng do có nguồn gốc, nhãn hiệu, chất lượng ngày càng cải thiện và được công bố rõ ràng. Nhiều loại hàng hóa gắn tem truy xuất để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm. Từ sự thân quen, gần gũi đã trở thành niềm tin, không ít người tiêu dùng đã chọn hàng Việt Nam trong giỏ hàng hóa mua sắm của cá nhân và gia đình mình. Tổ chức cái hội chợ như thế này, người dân đến đây mua hàng là cảm thấy an tâm. Mà đồng với được cho những cái giá hàng này, người ta buôn bán để quảng bá những cái món hàng của mình. Nhờ những ngày hội tôn vinh hàng Việt như thế này, thì sản phẩm mình sẽ đến gần với người tiêu dùng hơn, quảng bá được rộng rãi hơn và nói chung là xúc tiến được bán được nhiều sản phẩm hơn, để đến người tiêu dùng nhiều hơn. Thời gian đến, mặt trận các cấp tiếp tục tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hưởng ứng cuộc vận động, ủng hộ các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của thành phố và hàng Việt Nam có chất lượng, tiếp tục tổ chức lồng ghép thực hiện cuộc vận động thông qua phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo nhằm tạo ra sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch đã đề ra. Phường chúng tôi thì có cái chợ Hòa Cường với lại chợ Chi Phương. Thì đây là cái nơi mà bà con ở địa bàn là tập trung đi chợ hàng ngày. Cho nên là ban ở phường cũng đã phối hợp với lại ban quản lý của hai chợ để mà tuyên truyền thường xuyên cái nội dung hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên cái loa đài của chợ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 1232 về việc phê duyệt chương trình quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2022-2025 nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm của thành phố Đà Nẵng để người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài thành phố biết. Từ đó tin tưởng tiêu dùng sản phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.